Thưa quý vị, năm 2022, thành phố Quảng Ngãi tiếp nhận hàng trăm đơn thư kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính của người dân, trong đó 80-85% nội dung đơn thư liên quan đến đất đai. Mặc dù số lượng hồ sơ đất đai giải quyết đúng hạn nhiều, nhưng cũng còn nhiều hồ sơ trễ hạn. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở vùng ven, nhất là những xã chuẩn bị lên phường, nảy sinh nhiều vấn đề. Thực hiện quy chế tổ chức đối thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã chọn vấn đề giải quyết thủ tục đất đai để đối thoại, lắng nghe, giải quyết những vấn đề vướng mắc của người dân. Buổi đối thoại đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc được người dân đồng tình và đánh giá cao. Rất đông người dân thành phố Quảng Ngãi tham gia buổi đối thoại với nhiều vấn đề vô việc liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Có 8 ý kiến của người dân gửi đến và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi Trà Thanh Danh trả lời. Trong đó có ý kiến của bà Phạm Thị Thu Phương, phường Nguyễn Nghiêm, phản ánh việc gia đình bà đã có nhiều đơn kiến nghị được giao đất tái định cư thuộc diện nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bào Giang Cầu Mới. Nhưng từ năm 2019 đến nay chưa được giải quyết. Gia đình bà đề nghị thành phố ấn định thời gian giao đất tái định cư cho gia đình bà. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi cũng trả lời ông Hồ Ngọc Tiên, thường trú xã Tịnh Hòa phản ánh, thửa đất của ông tại phường Nghĩa Lộ trước đây có thông báo thu hồi đất, nhưng đến nay không còn nằm trong quy hoạch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có quyết định hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Nam Bào Giang. Tuy nhiên khi ông làm hồ sơ đăng ký biến động thì văn phòng đăng ký đất đai trả hồ sơ vì chưa có quyết định hủy bỏ thông báo thu hồi đất, đã ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình ông. Người dân cũng đặt vấn đề trong nhiệm kỳ 2020-2025, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh chi nhánh thành phố Quảng Ngãi đã thông báo trả không giải quyết bao nhiêu hồ sơ, trong đó bao nhiêu hồ sơ cấp mới, tách thửa. Nội dung trả, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi có kiểm soát hay không? Một năm ở văn phòng đăng ký đất đai giải quyết là tính như năm nay là 39.000, hơn 39.000 tất cả các loại thủ tục về đất đai trên địa bàn thành phố. Mà bây giờ nếu đi thống kê lại là bao nhiêu cái trả hay bao nhiêu, tức là cái số làm được cho bà con là cũng chưa kịp. Mà bây giờ nếu đi thống kê cái trả nữa thì đúng là văn phòng nạt quá rồi, chưa thống kê kịp. Cho nên cái này thì con thấy cũng chia sẻ cái nội dung này với văn phòng để trong thời gian đấy thì văn phòng sẽ rút kinh nghiệm và sẽ cho tập thành khi trả thì có thống kê cụ thể, rồi khi cần thì cái sẽ có số liệu báo cáo cho ủy ban thành phố biết từng lộ ra. Ví dụ tắt thửa, ví dụ cập nhật ghi tên và số địa chính các trường hợp đã có biến động đất đai, ví dụ cấp đổi giấy nhận quyền sử dụng đất, vân vân, hàng loạt các thủ tục hành chính khác thuộc chức năng nhiệm vụ thẩm quyền giải quyết của văn phòng đăng ký đất đai không thuộc chức năng nhiệm vụ thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân thành phố thì chúng tôi không có thông tin, chúng tôi không được quyền kiểm soát. Vì chỉ có phối hợp bằng cách là đề nghị văn phòng đăng ký đất đai rà soát và phối hợp cung cấp thông tin thì khi đó văn phòng đăng ký đất đai mới có cái phối hợp cung cấp. Thế thì xin trả lời thêm cái ý thứ hai của ông Thái là trong câu hỏi này là nội dung trả hồ sơ của văn phòng đăng ký đất đai thì ủy ban có kiểm soát không, thì chúng tôi chỉ kiểm soát hai cái đó là thuộc thẩm quyền của chúng tôi thôi. Xin trả lời ông Thái là như vậy. Tuy nhiên cái đề nghị của ông dân tôi nghĩ rằng là ta không có vấn đề gì phải yếu lén, đây là một trong những nội dung không phải thuộc danh mục bí mật nhà nước, cho nên tôi đề nghị anh Điên là tôi biết là chắc chắn là văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố là rất nhiều việc, tuy nhiên là anh cần hàng tháng anh cần rà soát và anh chủ động đưa tin công khai về kết quả giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ hành chính về đất đai của văn phòng đăng ký đất đai ra. Người dân cũng phản ánh vừa qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi như khu đô thị mới Nghĩa Hà, Trung tâm Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Ngãi. Tại sao Ủy ban nhân dân thành phố chưa ban hành quyết định chấm dứt quy hoạch, xóa bỏ quyết định thu hồi đất để người dân sống tại khu vực này thực hiện các quyền về luật đất đai 2013? Khi nào sẽ thực hiện xóa bỏ quyết định thu hồi đất? Các dự án mà tỉnh chấm dứt chủ trương đầu tư nhưng nhà đầu tư chưa làm cái gì cả ngoài mỗi một cái chuyện là phê duyệt quy hoạch chi tiết một phần năm ta thì thành phố sẽ hủy. Rất rõ phải như thế, tức là ông có chủ trương đầu tư của tỉnh, ông đang làm thủ tục, ông làm dự án nhưng ông chưa làm dự án thì chưa làm cái gì trên thực tế cả, ông chỉ mới hoàn thiện quy hoạch chi tiết một năm trăm do ủy ban thành phố phê duyệt thì vừa rồi ủy ban thành phố đã hủy một loạt rồi. Thế thì cái khó nhất của cái món này hiện nay là thưa ông Thái và thưa bà con là đối với các dự án khu dân cư khu đô thị
mà đầu tư của nhà đầu tư ngoài ngân sách, tức là đầu tư tư nhân ấy. Thế thì các dự án đang đầu tư dang dở đã thu hồi đất và giao đất một phần là cái vướng mắc lớn nhất hiện nay, không chỉ trên địa bàn thành phố mà trên địa bàn cả tỉnh này cũng như trên địa bàn cả nước. Nhà đầu tư trước đây vào thực hiện thủ tục, ủy ban nhân tỉnh thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư không thông qua đấu giá đấu thầu, hiện nay là thông qua kiểm tra thanh tra phát hiện và chỉ ra thì tất cả các dự án này đều dừng lại hết để khắc phục. Nhưng mà khắc phục theo hướng nào thì báo cáo với ông Thái và thưa với bà con nhân dân là vượt quá thẩm quyền của ủy ban thành phố, cái này thẩm quyền của tỉnh, các sở ngành chuyên môn của tỉnh. Thì cũng cung cấp thêm thông tin của bà con là như vậy. Đối với lại các cái dự án đang thực hiện dang dở thì thành phố không thể hủy bỏ quy hoạch chi tiết 158 được. Các dự án đang triển khai bồi thường dang dở thì không có nghĩa là hủy các quyết định thu hồi đất, thưa bà con, quy định pháp luật có nói như vậy đó, mà cái tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường nó phải tiếp tục hoàn thiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng đó để quản lý quỹ đất đó, rồi làm thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá đấu thầu theo đúng quy định pháp luật. Thì cái này là hiện nay cái rất mắc là gì? Mắc là tổ chức làm tổ chức phát triển quỹ đất, pháp quy định pháp luật nói như thế nhưng không nói là tổ chức phát triển quỹ đất của tỉnh hay của thành phố, là cái mắc nhất. Cái mắc thứ hai, nếu như bây giờ tỉnh giao lại cho thành phố tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng thì báo cáo của bà con là thành phố không có nguồn lực để bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án này ra. Chúng tôi cũng không biết cách nào để xuất ngân sách ra để bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án này cả, là cái mắc thứ hai. Cái mắc thứ ba, cũng tại quy định này nó bảo là thẩm quyền quyết định xử lý sau cùng các vấn đề này là thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh. Thế thì hành động của thành phố là gì? Thì thưa bà con, thưa Thái là thành phố đã chỉ đạo ủy ban nhân dân 23 xã phường cùng phòng tài nguyên môi trường và các phòng ban có liên quan rà soát tổng hợp tình hình và hiện trạng thực hiện tất cả các dự án khu dân cư khu đô thị trên địa bàn thành phố mà rơi vào tình huống vướng mắc như thế này để tổng hợp báo cáo kiến nghị ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo xử lý đối tượng từng trường hợp. Buổi đối thoại bắt đầu từ 8 giờ sáng kéo dài đến 14 giờ chiều cùng ngày, đã nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp của người dân. 40 ý kiến được đặt ra và trao đổi lại đã được giải đáp. Qua xem xét nội dung mà người dân trình bày cũng như nghe ý kiến tham vấn của các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi Trà Thanh Danh giải thích trả lời một số ý kiến kiến nghị của công dân, chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan xem xét giải quyết vụ việc mà người dân phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền. Buổi đối thoại kéo dài nhằm trả lời hết ý kiến của bà con tham dự, được người dân ghi nhận đánh giá cao. Đối thoại tiếp xúc đối với những người dân với cái tinh thần và thỏa mãn theo cái nguyện vọng của bà con mà chủ tịch đã giải quyết theo cái ý muốn như vậy là rất chân tình. Chú thấy là cái việc đó làm rất là quan hệ của vấn đề của chủ tịch ủy ban thành phố. Từ hồi dài, hôm nay việc đối thoại với chủ tịch thành phố cho thấy là rất tuyệt vời. Và nó lãnh đạo thành phố rất có tầm về vấn đề luật pháp, có tầm về đối với nhân dân quần chúng hiểu biết được và trả lời rất cụ thể, trả lời dường như là toàn diện các vấn đề được nhân dân theo chú là quần chúng rất ok. Nó bản thân chú hôm nay lần đầu tiên là chú được tiếp xúc thì chú thấy vẫn ok, người dân rất tin tưởng vào chính quyền này. Và vấn đề đối thoại hôm nay chú thấy là người dân sẽ cởi mở rất nhiều và vững về niềm tin về lãnh đạo của chính quyền mình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi Trà Thanh Danh nhấn mạnh, với mong muốn lắng nghe ý kiến của người dân, thành phố tổ chức buổi đối thoại để chỉ đạo giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho bà con trong lĩnh vực đất đai. Những thủ tục thuộc trình tự giải quyết theo quy định thì mong bà con thực hiện theo quy định. Đối với những tồn tại, thành phố Quảng Ngãi sẽ nỗ lực giải quyết và sẽ báo cáo lộ trình cụ thể cho bà con. Những việc cụ thể có thể trả lời và hướng dẫn được ngay thì tôi đã cố gắng theo quy định pháp luật trả lời hướng dẫn với bà con và những người có liên quan. Những việc nó thuộc về giải quyết công việc cụ thể theo thủ tục pháp luật quy định thì xin ghi nhận và tiếp nhận lại cái nội dung này để ủy ban thành phố tiếp tục chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu có liên quan để giải quyết và trả kết quả, trả hồ sơ cho bà con theo đúng quy định của pháp luật. Cái dịp như thế này là cái dịp mà thành phố sẽ
cơ hội rất tốt để thành phố nghe thêm, nghe đầy đủ hơn, đồng thời cũng có được một cái danh sách để theo dõi đôn đốc đốc thúc các phòng ban và các địa phương nỗ lực tập trung giải quyết công việc yêu cầu kiến nghị chính đáng hợp pháp của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Buổi đối thoại đã giải đáp nhiều thắc mắc, giúp người dân hiểu rõ hơn các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đăng ký đất đai, hiểu rõ hơn sự điều hành giải quyết của chính quyền các cấp ở thành phố Quảng Ngãi. Đối thoại để tháo gỡ, giải quyết vướng mắc cho người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện là phương châm thành phố Quảng Ngãi hướng đến trong quá trình thực thi công vụ.